thôi. Cái nhà này chuẩn bị ra kiến. Người ta xỏ vô tao cho một bây giờ đủ mẹ tao làm. Chưa làm không? Để có làm không? Làm không mấy tiếng quá trời. Tao chỉ đạo. Vậy coi. Tao quay phim. Mình kia dính xe còn Tùng làm. Thợ chính, thợ chính làm. Sao mày không dính xe ngồi tao bay đất dính xe để đi đi vô nè. Số chốt hội tác à. Cái nhà ra riêng đó đi ra. Cái nhà ra riêng. Quá ghê rồi. Cắt sống cửa gắn vô luôn rồi, chứ còn che cái chách nữa rồi, tối nay ra ở. Mày nghèo mấy anh ơi. Mày nghèo, chất bị ngang có 2 mét à. Chị bị ngang 2 mét, chị dài 3 mét. 3 xe con. Cao, cao 3, 4 mét rồi. Ở rồi. Dạ ông Tùng mới cắt mới riêng bà con sao? Có ai mà có lòng hảo tâm ủng hộ nguyên góp gì đó liên hệ số điện thoại là 0934560018 nha, thì chỉ như số tài khoản của mình để mình gửi cho anh Tùng để xây thêm cái nhà bự cho ba con anh Tùng ở qua cái mùa này. Đây thì cũng sắp mùa mưa rồi anh Tùng. Nói vậy? Ôi ông nội thì nó nhảy nó chịu nồi ói như tao rồi nè. Đủ ông nội vậy đó, ói nó xỉn ngủ. Tôi ông ngoại nhà anh đâu. Ông nội mà nó sao không kêu. Tôi ông ngoại nhà anh đúng không? Thật sự là cái tao hủ thiên xã. Tao nói tôi hết nổi rồi, xỉn rồi, ói rồi, nghỉ. Không muốn nữa. Tôi với Thái à, chưa ai luôn ai. Bảo đảm. Cái này chỉ nghề thôi mọc. Cái vừa cái tội má đúng người không được lại đem đúng đồ. Đó là người nó bị sửa. Sửa xong đúng gì nữa.